Vào ngày 14 tháng 3, giới chức ở tỉnh Hà Bắc Trung Quốc cho biết đã mở điều tra về vụ nổ tại một cửa hàng bán gà rán tại địa phương này. Vụ nổ khí ga nói trên đã khiến 7 người thiệt mạng và 27 người bị thương. Các dấu hiệu ban đầu cho thấy rò rỉ khí ga có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ nổ nghiêm trọng này. Vụ nổ vào hôm 13 tháng 3 tại cửa hàng gà rán ở tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc đã khiến cho nhiều ô tô đỗ trên các đường phố xung quanh bị thiệt hại và để lại những mảnh vỡ lớn bốc cháy. Theo chính quyền địa phương, công tác cứu hộ tại chỗ đã kết thúc, việc dọn dẹp hiện trường vụ nổ nhà hàng vẫn đang tiếp diễn và cuộc điều tra đã bắt đầu được triển khai.